Để phá được một chuyên án, cảnh sát đôi khi phải tốn rất nhiều thời gian điều tra manh mối và nghĩ ra phương thức, hành động của hung thủ. Có những tội ác rất nhanh chóng đã bị vạch trần, nhưng cũng có những trường hợp phải đến 5, 10, thậm chí chục năm sau mới tìm ra được sự thật. Trong khi đa số những tên sát nhân bị bắt vì phạm tội lộ liễu, phần còn lại có thủ đoạn vô cùng tinh vi, khiến cảnh sát hết sức đau đầu. Tuy nhiên, con kiến muốn chui qua được bên kia vách tường thì ít nhất bên trong tường phải có một khe hở. Vụ án ngày hôm nay cũng tương tự như vậy, mặc dù có hơi xoắn não, nhưng nó đã được phá thành công chỉ vì một thủ thuật nhỏ mà hung thủ không thể nào ngờ tới. Hãy cùng xem hết video ngày hôm nay để biết được rốt cuộc thủ thuật này là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Trưa ngày 26 tháng 7 năm 1984, tại ngôi làng nhỏ ngoại ô tỉnh Cát Lâm, một người nông dân trong lúc về nghỉ ngơi sau buổi sáng làm việc ngoài ruộng đã vô tình phát hiện một vật thể kỳ lạ bị cháy đen ngay trên đoạn đường về nhà. Người này hết sức tò mò về vật thể lớn nằm giữa cánh đồng ngô nên đã tiến đến xem. Càng đến gần, người này càng cảm thấy kỳ lạ. Vật thể này trông hình thù không giống túi rác hay đồ vật trong nhà mà hình như đó là một thi thể. Ngay lập tức, người nông dân đã hô hào và chạy đến trình báo cảnh sát địa phương. Sở cảnh sát thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm sau khi nhận được tin báo rằng có một thi thể cháy đen được tìm thấy gần cánh đồng ngô bên sông Vị Tân ở ngoại ô phía Nam đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Vừa đến nơi, cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Theo nhận định ban đầu, thi thể cách cánh đồng ngô khoảng chục mét. Trong phạm vi này, cảnh sát phát hiện ra không chỉ có một mà đến tận hai bãi cháy, một lớn một nhỏ. Ngoài ra, còn có một chiếc giày cao gót màu đỏ khá mới. Chiếc còn lại vẫn nằm ở rìa bờ sông. Để không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, cảnh sát tìm kiếm liên tục nhiều lần tại khu vực ruộng mía, ruộng khoai lang gần đó và cả khu vực sông. Tuy nhiên, các dấu tích mà cảnh sát thu thập được chỉ có dấu giày của nạn nhân và đôi giày cao gót. Qua khám định pháp y sơ bộ, xác định nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao 1m6, mức độ bỏng khoảng 80%. Khuôn mặt bị thiêu hủy hoàn toàn, cơ thể đã bị cháy đen. Muội than cũng đã được tìm thấy trong khoang mũi, miệng và khí quản của nạn nhân. Quần áo trên người nạn nhân cũng đã bị cháy sạch. Ngoài ra, đất khu vực bờ sông mềm và ẩm ướt, rất dễ để lại dấu chân. Tuy nhiên, cảnh sát lại không phát hiện dấu chân của người thứ hai hay dấu vết vật lộn tại hiện trường. Vậy thì, chỉ có thể là một vụ tự thiêu. Theo diện tích cháy, cảnh sát nhận thấy ít nhất phải cần đến 5 lít xăng. Thông qua tất cả các bằng chứng tại hiện trường, cảnh sát đặt ra tình huống như sau. Nạn nhân lội từ bên kia con sông sang ruộng ngô rồi bắt đầu châm lửa. Sau khi châm lửa, nạn nhân đau đớn vì bị cháy liền vùng vẫy chạy về phía bờ sông. Nhưng được một nửa đường thì bị ngã và tạo thành hiện trường hỏa thiêu đầu tiên. Sau đó cô lại đứng dậy chạy tiếp nhưng đã bị thiêu sống trước khi đến nơi. Sau khi quá trình khám nghiệm tử thi hoàn tất, nếu không có gì thay đổi thì thi thể sẽ được đem đi an táng. Tuy nhiên, một số cảnh sát không chấp nhận việc kết luận nạn nhân tử vong vì tự thiêu một cách nhanh chóng như vậy, nên đã quyết tâm theo đuổi vụ án đến cùng. Sau tất cả những manh mối mà cảnh sát tìm được ở trên, bạn có cảm thấy dường như bị thiếu đi vật gì đó không? Nếu bạn chưa nhận ra vật đó là gì, thì hãy cùng tiếp tục cùng cảnh sát Liêu Nguyên tìm kiếm thêm các manh mối tiếp sau đây. Cảnh sát ngay sau đó đã tìm thấy một số lỗ hổng trong suy luận của mình. Như mình đã mô tả chi tiết hiện trường lúc đầu, các bạn có thể thấy mình không hề nhắc đến vật dụng chứa xăng hay điểm khả nghi liên quan nào về đồ vật này đúng không? Và cảnh sát lúc này cũng đã nhận ra được điều đó. Các điều tra viên bắt đầu thắc mắc là không thể tìm được thùng xăng tại hiện trường. Nếu như nó đã bị thiêu thì ít nhất phải nghe được mùi nhựa khét. Nếu nói nạn nhân vứt thùng xăng xuống sông thì càng không thể. Thứ nhất, nơi châm lửa cách bãi sông 11m, không có khả năng nạn nhân cầm thùng xăng đi về phía sông để vứt. Thứ hai, dòng nước chảy rất chậm, thùng xăng dẫu bị ném xuống cũng không thể trôi đi quá xa. Vì vậy, rất có thể nó đã bị người khác lấy đi.
Lúc này, tin đồn về thi thể đã nhanh chóng được lan truyền. Người dân gần đó đua nhau kéo đến xem, khiến hiện trường bị phá hoại nghiêm trọng. Lúc này là thời điểm cảnh sát kết luận vụ án này là vụ tự thiêu nên hiện trường không còn được giám sát kỹ lưỡng như lúc đầu. Vậy nên, người dân mới có thể đến gần hơn đó các bạn. Cảnh sát sau đó đã nhận ra điểm khả nghi, thì ngay lập tức tiến đến hiện trường một lần nữa kiểm tra. Lần này lại tìm thấy một dấu chân nam, không rõ ràng tại điểm ngọn lửa bùng phát. Tuy nhiên, vì hiện trường có nhiều người dân tò mò đến xem nên cảnh sát cũng không thể xác định được nó thuộc về nghi phạm hay là của người dân. Cảnh sát liền mở rộng tìm kiếm khu vực xung quanh. Lần này, họ thu thập được một chiếc tất nữ được xác định là của nạn nhân ở trên cánh đồng khoai lang cách đó chừng 50 mét. Tại sao nó lại nằm ở đây? Để dễ hiểu thì các bạn có thể hình dung thế này. Thi thể nằm cách bờ sông 11 mét. Cánh đồng khoai lang thì cách thi thể nạn nhân 50 mét. Nghĩa là từ bờ sông đến ruộng khoai lang cách đến hơn 60 mét. Vậy nếu như tự thiêu thì nạn nhân đến ruộng khoai lang làm gì rồi lại phải quay lại? Giải thích cho câu hỏi này, cảnh sát đặt ra giả thiết như sau. Nạn nhân đã bị ai đó tấn công trước khi bị cháy. Trong quá trình giằng co, chiếc tất đã bị kéo tụt ra ngoài. Suy luận này đồng nghĩa với việc là có người nhúng tay vào quá trình tử vong của cô gái. Mọi nghi vấn lúc này càng khiến cho vụ án trở nên bí ẩn. Để xác định có phải là án mạng hay không, chỉ dựa vào những tình tiết trên thì chưa đủ. Điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng xác định được danh tính của người phụ nữ. Vào những năm 80, công nghệ phá án còn rất hạn chế. Không có kỹ thuật tiên tiến nên rất khó để tìm ra được thông tin của nạn nhân. Các trinh sát thậm chí phải đạp xe hơn 20 km đến các nhà dân để thẩm vấn nhưng vẫn không có kết quả. Vụ việc thi thể ở ruộng mía nhanh chóng được lan truyền khắp khu vực gần đó. Một số nhà có con gái mất tích đã nhanh chóng tìm đến cảnh sát để nhận diện nhưng hầu như đều không phải. Đến chiều cùng ngày, một người phụ nữ họ Vương dắt theo một bà lão tiến vào bên trong đồn cảnh sát báo án. Họ nói cô con gái cùng với một số người bạn của cô bé đã biến mất từ ngày hôm qua. Cô Vương kể thêm, gần đây các cô gái trẻ trong thôn thường bị dụ dỗ đi sang thôn khác để làm việc. Tuy nhiên, con gái cô Vương rất ngoan ngoãn và nghe lời, không thể nào bị dụ dỗ như những người khác. Thế nhưng, dựa vào ngoại hình và thời gian mất tích, cảnh sát chắc chắn thi thể bên trong không phải là con gái cô Vương. Dù vậy, cô vẫn một mực muốn xem nên cảnh sát đành bất lực cho cô và bà lão vào bên trong. Ngay sau khi quan sát thi thể, cô Vương mới đồng ý đi ra ngoài. Tuy nhiên, chính lúc này, bà lão đi cùng cô hình như là đã phát hiện ra điều gì đó. Bà lão nói với cảnh sát hãy đến nhà lão tứ cuối thôn vì thi thể này trông rất giống con gái ông ấy. Nghe được điều này, hai cảnh sát đã ngay lập tức đạp xe về phía cuối thôn. Tới nơi, họ nhìn thấy một ngôi nhà cấp 4 sập sệ, xung quanh còn không có đến nổi một cái cổng. Bước đến nhà gõ cửa, một người đàn ông già nua, gầy, đen nhẻm, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi bước ra. Hai viên cảnh sát tiến lại gần, hỏi về cô con gái của ông thì chỉ nhận được nụ cười và câu trả lời không biết. Nhìn qua cũng có thể đoán được người đàn ông này có sự bất ổn về tinh thần. Vậy nên hai viên cảnh sát chuyển sang điều tra thông tin từ người hàng xóm. Người hàng xóm kể lại, quả thật lão tứ có một cô con gái, năm nay cũng đã hơn 30 nhưng vẫn chưa có chồng. Vì thương cha nên quyết định ở vậy. Trong thôn ai kêu gì làm nấy, tính tình hiền dịu lại rất đảm đang. Dạo gần đây, trong thôn lại không có nhiều việc. Vậy nên vào ngày 25 tháng 7, cô gái có nhờ bà chăm sóc cha cô vài tuần để sang thôn khác phụ làm đồng áng. Nghe thấy thời gian rời đi của cô gái hoàn toàn khớp với khoảng thời gian xảy ra vụ án nên cảnh sát đã nhanh chóng chia sang thôn bên cạnh để tìm hiểu. Tới nơi thì trời cũng đã chập tối, thế nhưng cả hai người vẫn không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến nơi cô gái làm việc. Vừa nghe thấy hỏi tên mình, cô gái từ trong nhà đã chạy ra hỏi hai vị cảnh sát có chuyện gì. Lúc này cảnh sát mới biết được rằng cô gái vẫn còn sống và cũng có nghĩa thi thể kia đến giờ vẫn là một ẩn số. Vài ngày sau, cảnh sát liền nhận được một trình báo mất tích từ người dân. Theo đó, người đàn ông họ Triệu đã trình báo em gái tên Triệu Hiểu Liên, 35 tuổi, đã mất tích mấy ngày nay. Khi được cảnh sát hỏi lý do vì sao không trình báo sớm,
Anh Triệu liền nói vì nhà ở xa đồn cảnh sát, lại thêm là còn có cháu nhỏ nên không thể bỏ chúng ở nhà một mình. Tuy nhiên, nguyên nhân chính làm anh không báo cảnh sát là bởi trước đó em gái có tới tìm mình gửi con rồi đi đến bệnh viện. Nghĩ là em gái còn đang ở bệnh viện nên anh cũng không quá lo lắng về sự biến mất vài ngày của cô. Cho đến khi nghe dân làng đồn về thi thể nữ bị cháy đen, anh mới cảm thấy lòng bất an mà chạy đi báo cảnh sát. Qua mô tả, tuổi tác và ngoại hình của người mất tích, cảnh sát bất ngờ nhận thấy sự trùng khớp với thi thể phát hiện bên sông Vị Tân. Cảnh sát ngay lập tức lấy ảnh dép tất tìm ra để đối chiếu thì quả nhiên chúng thuộc về Triệu Hiểu Liên. Thi thể cũng đã nhanh chóng được xác định là cô gái xấu số. Anh Triệu chia sẻ, lần cuối cùng gặp em gái là buổi tối ngày 25 tháng 7. Đêm đó, Triệu Hiểu Liên nói là đau bụng nên muốn đi khám bác sĩ. Liên đã gửi con gái ở nhà mình rồi rời khỏi. Trời đã khuya, Triệu ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng em gái bảo đã nhờ đồng nghiệp chờ nên Triệu cũng bớt lo lắng. Sau đó, cảnh sát đã tìm đến phòng khám và thăm dò. Nhưng bác sĩ cho biết đêm 25 không có tiếp nhận bất cứ bệnh nhân nào. Triệu Hiểu Liên không hề tới phòng khám. Đối với tình huống này, cảnh sát vạch ra hai hướng suy luận. Một là Hiểu Liên nói dối đi khám bệnh để ra ngoài gặp ai đó và đã bị người này hãm hại. Hoặc cũng có thể là người đồng nghiệp đi cùng đã ra tay với cô. Bởi vì không ai biết chính xác Hiểu Liên đã làm gì và gặp ai vào đêm hôm đó, nên cảnh sát đã bắt đầu điều tra qua các mối quan hệ xã hội của cô. Được biết, Triệu Hiểu Liên làm việc tại nhà máy dệt Đông Phương Hồng ở thành phố Liêu Nguyên. Chồng cô là Lý Hướng Đông, cán bộ hợp tác xã tiếp thị và cung ứng Liêu Nguyên. Khi khám xét nhà Liên, cảnh sát phát hiện Đông cũng mất tích. Họ còn tìm thấy một cuốn nhật ký được cất trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Nội dung quyển nhật ký hầu hết là ghi lại sự bất mãn của Liên trong cuộc sống hôn nhân. Trong trang mới nhất, vào ngày 24 tháng 7, Liên đã trách chồng lén chuyển công tác đến thành phố Trường Xuân. Lúc đi cũng không thông báo cho cô mà chỉ nhờ người đến chuyển lời. Dựa vào tình tiết này, mọi người suy đoán có khi nào mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã dẫn đến sự ra đi đau đớn của Liên. Người nhà cho hay Đông đã không liên lạc với gia đình. Đã nhiều ngày nay, anh ta cũng không hề bị chuyển công tác như lời đồn. Vậy thì Lý Hướng Đông đã đi đâu? Vì sao Triệu Hiểu Liên lại cho rằng chồng cô đã đến Trường Xuân? Lúc này, cảnh sát loại trừ khả năng Lý Hướng Đông sát hại Triệu Hiểu Liên bởi vì anh ta có thể cũng đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Điều tra qua những người hàng xóm xung quanh, cảnh sát biết được dạo gần đây đã bắt gặp Đông đi cùng người phụ nữ lạ mặt, hành vi của hai người có gì đó mờ ám. Họ nghi ngờ chính cô gái này là nguyên nhân dẫn đến mối bất hòa của vợ chồng Liên. Để biết được người phụ nữ này rốt cuộc là ai, cảnh sát đã đến khám xét văn phòng làm việc của Đông. Sau một hồi tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy trong ngăn kéo có bức ảnh của một người phụ nữ. Người này không ai khác, chính là mối tình đầu của Lý Hướng Đông. Tuy vậy, khi tìm hiểu kỹ, cảnh sát cũng biết được cô đã kết hôn với một người đàn ông đến từ Thẩm Dương. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại Thẩm Dương vì khả năng Đông đã đến đây với tình cũ. Tuy nhiên, người phụ nữ cũng khẳng định rằng đã nhiều năm rồi bọn họ không gặp nhau, đến địa chỉ nhà Đông ở đâu, cô còn không biết. Nhận thấy đây không có khả năng là nhân chứng hay là nghi phạm trong vụ án nên cảnh sát đã nhanh chóng bỏ qua. Họ bắt đầu chuyển sang những đồng nghiệp của hai vợ chồng. Các bạn của Đông cho biết tối 20 tháng 7 anh ta đi uống rượu cùng họ rồi đột nhiên nói có việc bận và bỏ đi. Từ đó thì mất liên lạc. Cũng vào tối đó, Liên cũng nhận được tin chồng đi Trường Xuân. Điều này đã được cô ghi lại trong cuốn sổ nhật ký của mình. Vào thời điểm này, vì chưa có chuyến tàu đêm nào đến Trường Xuân, với cả việc mua vé cũng không cần tên thật. Vì vậy, cảnh sát không thể xác định Đông đã đi đâu. Vụ án ngày càng trở nên phức tạp hơn khi việc tìm kiếm nghi phạm giống như là mò kim đáy biển. Vụ án này chưa xong thì vụ khác lại tới. Ngay lúc này, đội cảnh sát Liêu Nguyên lại được giao thêm một nhiệm vụ mới. Lần này chỉ là một vụ mất cắp. Cảnh sát nhận được trình báo có hai tên cướp bịt mặt đã lấy đi một số biên lai của công ty xây dựng Hướng Đông và thiêu hủy. Bây giờ là nền kinh tế kế hoạch nhiều nguyên vật liệu khan hiếm. Lúc đó, thép là tài nguyên được nhà nước giao cho chính quyền phân bổ.
biên lai bị đốt khiến cho cấp trên lo lắng sổ sách công ty có vấn đề nên đã tiến hành điều tra. Cảnh sát phát hiện vào tháng 3, công ty bị mất 8 tấn thép trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ, tương đương với 33 triệu tiền Việt. Thời điểm này thì số tiền này là không hề nhỏ. Thế nhưng vụ án còn ly kỳ hơn nữa khi một sĩ quan cảnh sát đã báo cáo rằng gần đây người nhà của mình thường xuyên bị theo dõi. Rất có thể những tên cướp làm chuyện này mục đích là đe dọa cảnh sát. Tuy nhiên rất khó bắt được kẻ bám đuôi vì chúng quá xảo quyệt và có khả năng chống trả khá mạnh. Trong khi cả hai vụ án đều không có tiến triển gì thì tại địa bàn lại ghi nhận thêm một trường hợp có người bị thiêu rụi. Đúng là án chồng án, cảnh sát Liêu Nguyên lần này phải vất vả rồi, đúng không các bạn? Quay lại vụ án, theo đó phóng viên đã phát hiện 4 người đàn ông đeo khẩu trang điều khiển xe kéo, kéo một thi thể nam giới đến khu vực hẻo lánh rồi dùng xăng châm lửa đốt. Theo mô tả, cảnh sát nhận thấy đặc điểm của nạn nhân rất giống Lý Hướng Đông. Địa điểm gây án cũng gần đó. Vì ngọn lửa rất lớn nên khi cảnh sát tới nơi thì thi thể đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Bởi vì hiện trường chỉ còn lại xương, nên nếu muốn xác định người đã khuất có phải là Lý Hướng Đông hay không thì chỉ có thể dùng đến phương pháp lấp đầy hộp sọ để nhận dạng. Tuy nhiên kỹ thuật này chỉ có Cục Cảnh sát Bắc Kinh mới làm được, thời gian hoàn thiện cũng rất lâu. Tại hiện trường hằn rất nhiều dấu chân nên cảnh sát không biết nó đã có trước đây hay do hung thủ để lại vào thời điểm gây án. Vì vậy chỉ có thể điều tra từ vết bánh xe kéo để lại. Đầu tiên là quan sát độ lún của đất để tạo thành độ mòn bánh xe. Cảnh sát lần theo lằn bánh xe đến đường bê tông thì mất dấu. Bởi vì con đường này không chỉ dẫn đến một số làng mạc và thị trấn, mà còn nối với lộ chính của thành phố Liêu Nguyên nên việc tìm ra chiếc xe kéo thực sự rất khó khăn. Trong lúc đang bí bách thì Cục trưởng Cục Cảnh sát Liêu Nguyên đã lóe lên một ý tưởng. Máy kéo không chỉ được sử dụng để vận chuyển cây trồng mà còn có thể chở than tại các nhà máy khai thác. Với suy nghĩ này, cảnh sát đã phân công điều tra các mỏ than xung quanh. Cuối cùng, thông qua điều tra và thông tin của phóng viên, cảnh sát cũng tìm ra được chiếc máy kéo. Chủ mỏ than khai nhận mấy ngày trước họ có kéo một thi thể, nhưng người này không phải là Đông mà là một người thợ mỏ đã tử vong do vô ý rơi xuống hố than. Địa phương này có tục lệ người đã khuất nếu tử vong trong tình trạng thảm thiết thì không được chôn ở nghĩa trang, cho nên bắt buộc phải đưa thi thể lên đỉnh núi mà hỏa táng. Gia đình người thợ mỏ xấu số cũng đã chứng minh điều này là sự thật. Việc phóng viên nghi ngờ báo cảnh sát hóa ra chỉ là một hiểu lầm. Đến đây chắc hẳn rất nhiều bạn tò mò về việc phóng viên ở đâu có thể chờ sẵn mà lấy được những thông tin này, đúng không? Như mình đã nói, những năm 80, ở các khu vực vùng nông thôn không phát triển nhiều công nghệ, di chuyển cũng không thể nhanh chóng. Khu vực Liêu Nguyên này lại liên tục xảy ra vụ án từ giết người đến cướp trộm. Vì vậy, các phóng viên phải luôn có mặt sẵn để nhanh chóng lấy được tin tức. Bây giờ, cảnh sát cũng nhẹ nhõm được phần nào vì đây không phải là một vụ án. Nhưng việc điều tra sự ra đi đau đớn của Triệu Hiểu Liên vẫn không có tiến triển gì. Cuối cùng, sau nhiều lần hội ý, cảnh sát đã phát hiện một chi tiết hữu ích. Kẻ sát nhân vì không muốn mọi người biết Liên bị sát hại nên đã thiêu xác. Âm mưu này vốn dĩ không thành công vì cảnh sát sớm đã nhận ra danh tính nạn nhân. Vậy thì lợi dụng điều đó để thực hiện kế hoạch gậy ông đập lưng ông. Cảnh sát ra lệnh cho gia đình Hiểu Liên giữ bí mật chuyện cô đã tử vong. Mục đích của việc này là nhằm dụ rắn ra khỏi hang. Đầu tiên, cảnh sát yêu cầu anh trai Liên phát tán tin đồn rằng cô đã mất tích. Nghe nói bên sông Vị Tân vừa phát hiện một thi thể nữ nên định đi nhận dạng. Quả nhiên, sáng hôm sau, người anh trai thấy một bức thư ở trên bệ cửa sổ. Ký tên Đông, thư viết vợ chồng Đông đều rất khỏe mạnh, người nhà không cần phải phí công đi tìm hay nhận dạng thi thể nào cả. Ngay lập tức, gia đình xác nhận chữ viết trong thư không phải của Đông. Cảnh sát suy đoán kẻ viết thư chính là hung thủ. Người này chắc chắn nắm rất rõ tình hình gia đình Liên. Đội điều tra bí mật thu thập chữ viết tay của các thành viên trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của hai vợ chồng. Đồng thời tra xét những người đã từng đến nhà Liên.
Từ giờ đến cuối video, các bạn hãy chú ý thật kỹ từng chi tiết vì phần sau sẽ có khá nhiều tình tiết xoắn não và xoay vòng liên tục. Khi thẩm vấn gia đình Triệu Hiểu Liên, cảnh sát biết rằng vài ngày trước có một nhóm người đã tiếp cận Liên để lấy thông tin gì đó. Điều bất ngờ là nhóm người này thực chất đến từ công ty xây dựng Hướng Dương, nơi xảy ra những ồn ào mất cắp gần đây. Vậy thì có khả năng cao là các vụ án đều có sự liên quan với nhau. Cảnh sát sâu chuỗi các tình tiết lại với nhau như sau. 8 tấn thép bị mất cắp, tất cả các biên lai ở văn phòng tài chính đều bị đốt. Người của công ty xây dựng tìm đến nhà Đông để điều tra. Lý Hướng Đông có phải là đã làm chuyện gì mờ ám không? Qua thông tin từ gia đình nạn nhân, cảnh sát sau đó biết được Lý Hướng Đông từng phụ trách vận chuyển 8 tấn thép của nhà máy xây dựng. Khi đó, Liên cũng từng nói với gia đình rằng Đông đã đi Trường Xuân, 8 tấn thép do trưởng phòng Trương Chí Cương giao cho Đông. Sự xuất hiện của người tên Cương khiến cho cảnh sát nghi ngờ và bắt đầu điều tra anh ta. Đầu tiên, cảnh sát kiểm tra chữ viết tay của Cương nhưng lại không trùng khớp. Ngay khi các điều tra viên đang nỗ lực tìm kiếm bước đột phá, một lá thư lạ đã mang đến manh mối mới. Bức thư này được gửi cho Đông, tuy nhiên vì anh ta đã mất tích nên nó được chuyển lại cho cảnh sát. Thư của Vương Thụ Đức, nhân viên của một công ty dịch vụ lao động ở Trường Xuân. Nội dung trên bức thư cho biết biên lai mà Đông đưa cho họ là biên lai bia. Phòng tài vụ không thể thanh toán, yêu cầu Đông gửi lại cho biên lai thép. Theo như nội dung bức thư, cảnh sát cho rằng Hướng Đông đã bán 8 tấn thép cho công ty này để thu lợi bất chính. Cảnh sát đã lần theo địa chỉ bức thư tìm đến Vương Thụ Đức. Đức khai nhận chỉ vô tình gặp Đông trên một chuyến đi. Hai người cũng có liên lạc với nhau. Cho đến một ngày, Lý Hướng Đông đột nhiên nói rằng trong tay anh ta có 8 tấn thép muốn bán lại cho Đức. Vì vật tư sản xuất lúc bấy giờ số lượng có hạn nên nhiều người đã lén mua đi bán lại. Biết công ty mình đang thiếu thép xây dựng nên Đức đã đồng ý giao dịch này. Sau khi chuyến hàng thành công chót lọt, Lý Hướng Đông có đề cập mình và trưởng phòng Cương vẫn còn nắm giữ rất nhiều thép. Bất cứ khi nào Đức cần, bọn họ có thể bán lại với mức giá hời. Cảnh sát lúc này nhận ra rằng người đàn ông tên Cương này có hành tung không hề đơn giản, rất có thể có liên quan đến vụ án. Đông và Cương được nhận xét là có mối quan hệ vô cùng phức tạp. Các bạn còn nhớ, lúc đầu mình có đặt một thắc mắc rằng tại sao Liên lại biết Đông đã đi Trường Xuân không? Có lẽ người thông báo cho Hiểu Liên biết chồng cô đã đi Trường Xuân có thể chính là Cương. Được biết, ngày được tin chồng đi công tác, con gái 9 tuổi của Liên cũng ở nhà. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều biến cố, cô bé rất cảnh giác với người ngoài, cho nên không thể khai thác được bất cứ thông tin gì. Mãi một thời gian sau, cảnh sát cho cô bé xem ảnh của Cương và những người thân thiết với anh ta. Trong số đó, cô bé nhận ra một người đàn ông đã từng đến nhà mình. Có điều, người đó không phải là Cương mà là một người đàn ông khác tên Hầu Lỗi Cường. Cường làm thủ kho của công ty Hướng Dương, điều kiện gia đình rất tốt. Bố mẹ đều là lãnh đạo của đơn vị nhà nước ở thành phố Liêu Nguyên. Vậy hóa ra, người báo tin cho Liên biết là Hầu Lỗi Cường. Vậy anh ta cũng là người đưa thư cho gia đình anh Triệu sau đó sao? Cảnh sát ngay lập tức so sánh nét chữ của Cường. Tuy nhiên, nghi vấn nhanh chóng bị dập bỏ vì chữ viết của Cường không trùng khớp với nét chữ trong bức thư trên bệ cửa sổ. Tin rằng có nghi phạm thứ ba, cảnh sát đã kiểm tra lại lần nữa các đối tượng có liên quan. Thông qua so sánh lượng lớn chữ viết tay, cảnh sát phát hiện ra một người tình nghi tên Khổng Đông Lâm. Khổng Đông Lâm chính là huynh đệ của Hầu Lỗi Cường. Hai người có quan hệ rất thân thiết. Lúc này, Lâm nhanh chóng bị cảnh sát triệu tập về đồn. Khi bị thẩm vấn, Lâm nhanh chóng thừa nhận đã viết bức thư, nhưng là do Cường yêu cầu. Vì cả hai người có quan hệ tốt. Cường lại nói Đông nhờ anh ta giúp báo tin cho gia đình nên mới nhờ Lâm viết hộ. Mọi manh mối bằng chứng lúc này một lần nữa lại chĩa về Hầu Lỗi Cường. Cảnh sát lập tức bắt giữ anh ta. Bị cảnh sát bắt, Cường khai nhận toàn bộ vụ việc do Trương Chí Cương xúi dục và lên kế hoạch. Chí Cương đưa biên lai bán thép cho Đông và vì Đông có biên lai nên Cường mới đưa thép cho. Sau khi thép được bán lại cho công ty ở Trường Xuân, Cương yêu cầu Đông rời khỏi Liêu Nguyên vì sợ bị lộ. Anh ta không biết Đông đi đâu. Theo Cường, lý do sát hại Liên là do Cương giật dây vì cô ta cũng biết chuyện nên cả bọn muốn diệt khẩu.
Cương hẹn Liên ở bờ sông, trói tay cô ta bằng dây thừng. Hắn ta xâm hại nạn nhân rồi tẩm xăng đốt. Nhưng các bạn có nhớ không, lúc khám nghiệm tử thi, cảnh sát không hề nhận thấy Liên có dấu vết bị trói. Nhận thấy Cường có biểu hiện quanh co chối tội, cảnh sát đã tiếp tục thẩm vấn nhiều lần cho đến khi hắn chịu thừa nhận. Hóa ra, vụ trộm 8 tấn thép là do Cường thực hiện, Đông và Lâm chỉ là đồng phạm. Sau khi bán thép thành công, Cường lo bị lộ nên đã nghĩ đến việc đổ tội cho Cương. Hắn yêu cầu vợ chồng Đông tiết lộ với người khác rằng Cương đã đưa thép cho họ. Để diệt khẩu, vào tối ngày 20 tháng 7, hắn đã gọi Đông đến một mỏ than nhỏ, dùng búa tác động thật mạnh vào đầu của nạn nhân rồi ném xuống hố lấp đá lên. Sau đó, Cường đến nhà nói với Liên rằng chồng cô đã đến Trường Xuân công tác. Cường khai nhận vốn không có ý định sát hại Liên. Nhưng khi người từ công ty xây dựng đến tìm cô, hắn lo lắng Liên để lộ chuyện nên quyết định ra tay. Ngày 25 tháng 7, Cường mua một thùng xăng mang đi giấu ở bờ sông, sau đó rủ Liên ra ngoài với lý do Đông đã về và muốn gặp riêng. Vì phải lội qua sông, Liên mới cởi tất nhét vào trong túi quần sang bên kia bờ. Cường nói, chồng cô chạy rồi, chuyện bán thép đã bị lộ, cô chắc chắn là sẽ khai ra tôi, nên hôm nay tôi phải giết cô. Liên bỏ chạy không thành, chỉ có thể cầu xuống van xin. Cường lợi dụng thời cơ, đòi xâm hại cô. Để sống sót, Liên đành đồng ý theo hắn đến ruộng khoai lang. Một chiếc tất của cô đã bị rơi ra ở đây. Hầu lỗi Cường không muốn giữ lời hứa nên sau khi thỏa mãn thú tính thì đã bóp cổ Hiểu Liên cho đến tắt thở. Hắn đổ xăng lên người rồi phóng hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa cao hơn thân cây ngô, hầu lỗi Cường vội vàng cầm can xăng bỏ chạy. Vì đất ven sông tương đối ẩm ướt nên chỉ có đôi dép cao gót màu đỏ của Triệu Hiểu Liên để lại dấu vết. Cảnh sát không tìm thấy dấu chân của Cường là do hắn đi giày bệt cộng với đất ở đây khá mềm. Sau khi hầu lỗi Cường xử lý xong hai vợ chồng Đông, vẫn còn một chuyện rất quan trọng phải làm, đó là tiêu hủy vận đơn giả và các giấy tờ có liên quan khác nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Vì lý do này, hầu lỗi Cường và Khổng Đông Lâm lại đeo mặt nạ đánh bất tỉnh người bảo vệ ở công ty xây dựng và tiêu hủy toàn bộ hồ sơ trong phòng tài chính. Khi nghe tin gia đình Liên định đi nhận dạng thi thể, hầu lỗi Cường bảo Lâm viết một lá thư rồi lén đi gửi, không ngờ lọt vào bẫy của cảnh sát. Từ lời khai của tên Cường, thi thể của nạn nhân Lý Hướng Đông cũng được tìm thấy. Sau khi cúi đầu nhận toàn bộ tội lỗi, tên sát nhân hầu lỗi Cường đã bị kết án tử hình vì hành vi trộm cắp và giết người. Còn đối với tên Khổng Đông Lâm, tuy không trực tiếp ra tay với Liên và Đông, nhưng kết cục cũng tương tự. Người xưa có câu, người tính không bằng trời tính. Điều này khá đúng với trường hợp của hai tên sát nhân Hầu Lỗi Cường và Khổng Đông Lâm. Chính vì lá thư của tên Lâm mà cảnh sát đã tìm ra được bước đột phá và đưa tội phạm đang ẩn náu trong góc tối ra trước công lý. Mặc dù vụ án có nhiều tình tiết lắt léo, tuy nhiên tất cả điều đó cũng không làm khó được cảnh sát. Sự thật cuối cùng cũng được tiết lộ. Các bạn cảm thấy năng lực phá án của các trinh sát trong vụ án lần này thế nào? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong video ngày hôm nay và đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những vụ án có thật trên thế giới.